Công xin chào mọi người. Chào đón mọi người đến với kênh của Khắc Công. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3219, trò chơi tử vong 1. Khụ khụ, linh dị vụ án à. Tạ đội, bao nhiêu năm không có làm qua dạng này vụ án. Tạ Vũ Tình thở dài nói, vụ án này rất phiền phức. Năm đó chúng ta làm qua linh dị vụ án, kiện nào không phiền phức, cuối cùng không đều phá sao? Cái kia, nếu như gặp phải tà vật, ngươi tới đối phó. Kỳ thần khẽ giật mình, nói, Tuyết Kỳ cô nương, vạn nhất nàng không phải là đối thủ đâu. Tạ Vũ Tình cười khổ. Mười mấy năm qua ta vì cái gì không động vào dạng này bản án? Bởi vì ta biết linh dị giới nước sâu bao nhiêu. Một cái Tuyết Kỳ là không đủ. Ta trước kia không sợ là bởi vì có gia hỏa kia tại. Vô luận nhiều đáng sợ tà vật, hắn đều có thể cho ta giải quyết. Nhưng bây giờ hắn không có ở đây, ta không dám mạo hiểm. Bởi vì ta không muốn để cho Diệp Tiểu Mộc trở thành cô nhi. Nàng hít sâu một hơi, nhìn qua văn kiện trong tay nói ra, coi như vậy đi, Tiểu Mộc trưởng thành, ta cũng không có gì tốt lo lắng. Bắt đầu điều tra đi. Kỳ thần phụ trách sưu tập manh mối. Tạ Vũ Tình đi thôi, Tuyết Kỳ gọi tới. Mang nàng đi hiện trường, lại không phát hiện một tia tà vật khí tức. Nói như vậy, không tồn tại linh dị nguyên tố. Tạ Vũ Tình nhíu mày hỏi nàng. Vậy cũng chưa chắc. Vụ án phát sinh nhanh một ngày, nơi này thông gió tốt đẹp, có tà vật khí tức, cũng có khả năng tán đi. Lại nói, ngươi đừng lấy ta làm pháp sư dùng, có chút yếu ớt tà vật vết tích, pháp sư có biện pháp kiểm tra đo lường đến, ta bản thân mình cũng là tà vật. Ngược lại, không phát hiện được. Cái này nguyên lý cũng rất đơn giản. Người nghe chính mình cùng đồng loại đều là ngửi không thấy cái gì khí vị. Nhưng là rất nhiều sinh vật lại có thể bằng vào mùi phát hiện người vết tích. Pháp sư, ta đi nơi nào tìm pháp sư? Tìm Tiểu Mộc à, Tiểu Mộc hiện tại chính là pháp sư. Đừng làm rộn, ta nghiêm túc, Tuyết Kỳ nhún vai. Ta nghe Lão Quách nói, hắn hiện tại cũng là phương sĩ, cũng có thể lôi ra đến linh lợi rồi. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, Tuyết Kỳ nhếch miệng lầu bầu nói. Cha hắn giống hắn lớn như vậy thời điểm, cũng bắt đầu khắp nơi bắt quỷ hàng yêu rồi. Tạ Vũ Tình nói, không phải vậy tìm Lão Quách tới đi. Lão Quách mặc dù cũng rời khỏi giang hồ rất nhiều năm, không quan tâm loại sự tình này, nhưng mặt mũi của nàng là vẫn phải cho. Tạ Vũ Tình đã thông Lão Quách điện thoại, đem tình huống nói rồi. Mới đầu Lão Quách thật đúng là không muốn quản. Tạ Vũ Tình đối với hắn cho tới bây giờ tức giận, trực tiếp liền hỏi hắn tới hay không. Lão Quách vẫn thật là sợ, đáp ứng bận bịu tốt liên hệ. Sau đó Tạ Vũ Tình mang Tuyết Kỳ cùng đi ra. Từ ký túc xá đi ra, rất nhiều học sinh vây xem, Tuyết Kỳ khó chịu nói. Hiện tại người trẻ tuổi đều háo sắc à, mới
mới sinh viên năm nhất đi, hung hăng nhìn chằm chằm người ta chân nhìn. Ai bảo ngươi mặc tất chân còn thổ phối thêm váy ngắn như vậy? Tạ Vũ Tình chào phúng nàng. Ngươi cũng không tốt gì, bọn hắn đều nhìn chằm chằm ngươi ngực đâu. Đi! Tạ Vũ Tình trở lại cục cảnh sát, Kỳ Thần đã đợi lấy. Vừa thấy mặt liền đem một cái mũ giáp đưa lên. Đây là người chết khi còn sống chơi game dùng thiết bị. Ta dựa theo ngươi nói, tìm vật chứng cái kia bên cạnh. Muốn đến, đã kiểm tra đo lường qua, thiết bị hoàn hảo, không có ngoài ý muốn, phóng điện khả năng, đương nhiên không có khả năng. Vậy ngươi tìm cái này, trò chơi à, tất cả xảy ra chuyện hài tử, có trong hồ sơ, phát trước đó, đều chơi qua một cái thần bí trò chơi. Đây chính là điểm giống nhau. Chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ cái trò chơi này là chuyện gì xảy ra. Tạ Vũ Tình đem thiết bị trả lại cho hắn. Ngươi bình thường chơi game à? Ta liền thê tử đều không có, liền dựa vào cái này sinh hoạt rồi. Kỳ Thần tiếp nhận VR máy chơi game, kiểm tra một chút nói ra. Đây là kiểu mới nhất. Bờ o, ít nhất phải 1000 đao. Đứa nhỏ này vì chơi game cũng là dốc hết vốn liếng rồi. Lúc này đem hai cái nối thiếp phiến dán tại trên cổ mình, đội nó lên bắt đầu thao túng. Nửa ngày nói ra, hắn cái này máy móc bên trong trò chơi thật nhiều, ta cũng không biết cái nào là. Nơi này trò chơi quá nhiều, thực sự tìm không thấy. Kỳ Thần từ bỏ đề nghị tìm lúc trước mấy cái kia bị Vương Tự Cường lôi kéo cùng nhau chơi đùa trò chơi này chơi qua, đồng học qua đây thử một chút. Tạ Vũ Tình cũng có ý đó, thế là để Kỳ Thần đi liên hệ, cuối cùng tìm tới hai cái học sinh. Tạ Vũ Tình nói đơn giản tình huống để bọn hắn dùng thiết bị thử một chút. Hai người riêng phần mình đều thử một chút, sau đó rất xác định mà tỏ vẻ cái kia trò chơi đã không thấy. Tạ Vũ Tình hỏi Tường Tình, trầm ngâm nửa ngày hỏi bọn hắn Vương Tựa Cường là thế nào thu hoạch được cái kia trò chơi. Bên trong một cái gọi Thẩm Đằng nhớ lại một đầu mối quan trọng, nói lúc trước Vương Tự Cường mình nói qua đây là một cái độc lập trò chơi, nói đúng là không phải công ty lớn thông qua, thông thường con đường đem bán trò chơi, hắn là trên mạng tìm trò chơi thời điểm. Không biết ở đâu cái post ba bên trong nhìn thấy cái trò chơi này kết nối, liền tải xuống, mà lại nói là còn muốn hẹn trước, thông qua xét duyệt tư cách mới khiến cho download. Tạ Vũ Tình lập tức để Kỳ Thần đi bộ môn kỹ thuật, phá giải Vương Tự Cường xã giao phần mềm, tìm kiếm cái trò chơi này kết nối. Chỉ cần là từ trên mạng download qua đồ vật, ghi chép đều có, chỉ cần có quyền hạn, trên lý luận đều là có thể tìm tới. Kỳ Thần sau khi đi, Tạ Vũ Tình lại cùng hai cái bộ bạn học kia hàn huyên một hồi, hỏi một chút liên quan tới Vương Tự Cường khi còn sống sự tình. Về sau hỏi xong, hai cái sinh viên đại học hay là rất câu nệ, đứng ở trước mặt nàng.
dù sao vẫn là học sinh. Tạ Vũ Tình nghĩ thầm. Đột nhiên nghĩ đến bọn hắn cùng Diệp Tiểu Mộc đồng học liền hỏi: đúng rồi, các ngươi trong đám bạn học có một cái gọi là Diệp Tiểu Mộc à? Hai người có chút giật mình đối nhàng, nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Hắn ở sát vách ký túc xá, một cái đồng học trả lời: hắn bình thường thế nào, các phương diện biểu hiện? Hắn nha, cùng chúng ta cũng không lớn quen. Hắn ở bên ngoài trường ở, cảm giác có chút thần bí. Bất quá bình thường gặp mặt đều rất tốt, cùng một chỗ đánh qua mấy lần trò chơi. Hắn chơi game thế nhưng là rất lợi hại. Một cái khác nói, hắn là cùng bạn gái cùng một chỗ ở bên ngoài ở. Bạn gái còn rất xinh, đẹp. Tiểu tử này, hắc, nhìn xem hình dáng không có gì đặc biệt. Không nghĩ tới, mới vừa lên đại học, tìm đến bạn gái. Tạ Vũ Tình khó chịu nói, người ta làm sao, dung mạo không đáng để ý tới rồi. Hai người kinh ngạc nhìn xem nàng. Tạ Vũ Tình vội vàng che giấu hỏi nửa ngày mới nhớ tới dạng này. Bọn hắn sợ là muốn hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích Diệp Tiểu Mộc cùng vụ án này không quan hệ, là một cái đồng sự nhà hài tử, thuận miệng hỏi thăm một chút, sau đó để bọn hắn trở về. Giữa trưa, Tạ Vũ Tình lại gọi điện cho lão Quách thúc giục một lần, cuối cùng bắt hắn cho thúc tới. Tạ Vũ Tình mời hắn ăn gà xào ớt cơm. Trước đó lão Quách vừa tới Xuân Thành, hai người chỉ thấy qua mấy lần, nhưng Tạ Vũ Tình bận rộn công việc, cùng hắn gặp mặt cũng không nhiều. Tại cùng nhau ăn cơm hay là lần thứ hai, nhìn đối phương dung mạo bên trên biến hóa, hai người đều có chút thổn thức. Ngươi hay là lúc trước như cũ, làm cái gì đều lòng như lửa đốt, lỗ mãng, lão Quách chửi bậy. Lòng như lửa đốt là thật, nhưng lỗ mãng là không có. Ta đều bao lớn người, lại không là tiểu cô nương rồi. Lão Quách cười nói, ngươi dẹp đi đi, ta nói cho ngươi, ngươi một chút cũng không thấy đổi. Tướng mạo cũng đều không thay đổi gì, ngươi bây giờ ra ngoài nói ngươi là hơn 20, tuyệt đối tất cả mọi người tin tưởng. Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, chương 3220, trò chơi tử vong nhị. Được rồi, nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi, ta mang ngươi nhìn hiện trường. Buổi chiều Tạ Vũ Tình mang lão Quách đi vào Diệp Tiểu Mộc, chỗ tồn tại đại học, đi vụ án phát sinh ký túc xá, để lão Quách dùng pháp khí bốn phía kiểm tra một phen, chủ yếu là người chết Vương Tự Cường đồ dùng hàng ngày, nhất là chén nước cùng bàn chải đánh răng, dùng một loại nào đó bột phấn đổ vào quấy, phí hết rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng kết thúc công việc, chào hỏi Tạ Vũ Tình cùng ra ngoài rời đi. Thế nào, từ khu ký túc xá đi ra, Tạ Vũ Tình không kịp chờ đợi hỏi. Là sự kiện linh dị nhưng cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Có ý tứ gì? Nếu như tà vật phụ thể hoặc là tiếp xúc qua một người sẽ ở trên thân người lưu lại tà vật khí, người bình thường không phát hiện được, có chút yếu ớt, đến liền pháp sư dựa vào cảm giác cũng khó có thể phát giác. Ta vừa
dùng chính mình độc môn điều phối pháp dược kiểm tra miệng ly của hắn, trực tiếp nhất tiếp xúc thân thể đồ vật, đích thực có quỷ khí tồn tại, nhưng là yếu ớt đến cơ hồ khó mà cảm giác. Tạ Vũ Tình hít một hơi lãnh khí nói ra: nói đúng là có tà vật quấy phá. Lão Quách gật đầu lẩm bẩm nói: nhưng là quái a, theo nói hắn lúc này mới chết. Nếu như cái chết của hắn cùng tà vật có quan hệ, cái kia gần nhất, nhất là tối hôm qua, hắn nhất định cùng tà vật từng có tiếp xúc. Cái này suy luận đúng không? Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu. Lão Quách nói tiếp đi: vậy cái này còn mới là lạ. Nếu như hắn tối hôm qua coi như nới lỏng chút, trong vòng 3 ngày cùng quỷ hồn tiếp xúc qua, hắn cũng không thể nào là chết tại này quỷ hồn trên tay, bởi vì khí tức thực sự quá yếu ớt. Cái này quỷ nhất định là cái vừa mới chết không lâu. Điểm ấy hồn lực, đừng nói hại người, liền lên thân cũng khó khăn. Mình xin lỗi nhé, mình uống miếng nước. Đỏ họng quá. Tạ Vũ Tình giật mình nhìn qua hắn. Có khả năng hay không? Quỷ này rất lợi hại, nhưng dấu vết lưu lại rất nhạt đâu. Cố ý. Cái kia không đến mức đi. Nếu như nó tu hành đầy đủ, có thể ẩn tàng khí tức, nên một điểm khí tức cũng không còn lại. Làm gì lưu lại một điểm khí tức để cho người ta phát hiện? Lại nói nếu là loại cấp bậc kia, lệ quỷ giết người không cần khó khăn như vậy. Như vậy liền thành một cái nghịch lý à. Tạ Vũ Tình triệt để ngây ngẩn cả người. Dù sao vụ án này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi hay là cẩn thận, tốt nhất đem Tuyết Kỳ mang theo cùng một chỗ. Đừng xính cường. Lão Quách dặn dò. Tạ Vũ Tình nói: ngươi có cái gì đề nghị loại hình? Phá án loại chuyện này ta cũng sẽ không. Hiện tại một điểm manh mối đều không có, ta cũng không có cách nào. Tạ Vũ Tình nói: manh mối ta ngược lại thật ra là có, chỉ là phải từ từ tra được. Lão Quách biểu thị vạn nhất thật phát hiện tà vật tồn tại chứng cứ, lập tức thông tri hắn. Còn những cái khác phương diện, hắn liền không có biện pháp. Tạ Vũ Tình lái xe đưa hắn trở về, sau đó trở lại cục cảnh sát. Kỳ thần đã tìm kỹ thuật phá giải Vương Tự Cường máy chơi game bên trong ghi chép. Thật nhiều đều là hạn chế cấp trò chơi. Từ khi VR máy chơi game phổ cập sau đó, trên thị trường liền xuất hiện rất nhiều loại này xấu hổ trò chơi. Dù sao VRA loại kia thân lâm kỳ cảnh kích thích, không thể nói không nói, dẫn đến thời đại này trạch nam càng ngày càng nhiều, còn náo động lên không ít sự kiện dẫn đến chính thức bắt đầu phong cấm dạng này trò chơi. Nhưng bởi vì có nhu cầu, trên thị trường vẫn có thể tìm được một chút đạo bản trò chơi. Vương Tự Cường download đây đều là đạo bản,
cùng mười mấy năm trước thiếu niên bọn họ xem phim một dạng, khắp nơi cầu gieo xuống xuống chở, nhìn một lần liền xóa. Tại cái này rộng lượng hạn chế cấp trong trò chơi ở giữa, nhân viên kỹ thuật tìm được mấy cái khả nghi download kết nối, sau đó qua khảo nghiệm chở, phát hiện bên trong một cái đích thật là một trò chơi tên là Tử Vong Hành Trình. Nhìn danh tự liền biết là một cái kinh khủng trò chơi. Nhưng là kết nối tài nguyên đã bị xóa bỏ, không cách nào download. Nhân viên kỹ thuật tại trên mạng lục soát một cái, tìm không thấy có quan hệ cái trò chơi này bất kỳ tin tức gì. Ngược lại là có thể lục soát cùng cái tên này tương quan trò chơi rất nhiều. Bưng ngồi, rỗi, bơi, trang bơi đều có, nhưng đều không phải là người chết chơi cái này một cái. Cho nên nhân viên kỹ thuật cũng không có biện pháp manh mối đi đến nơi này. Mắt thấy gãy mất, Tạ Vũ Tình có chút uể oải. Lúc này Kỳ Thần đưa ra một cái quan điểm, nếu Vương Tự Cường có thể từ trên mạng tìm tới cái trò chơi này, vậy đã nói rõ nhất định có thể có download địa phương, chỉ là ẩn tàng quá sâu, không dễ dàng phát hiện. Tạ Vũ Tình suy tư liên tục, cảm thấy nếu đây là liên hoàn vụ án, cái kia có lẽ có thể tìm trước kia phá án nhân viên hỗ trợ, có lẽ bọn hắn sẽ có phát hiện. Trước đó Dương cục trưởng cho tư liệu của mình, Tạ Vũ Tình tổng kết một cái, từng cái tỉnh đều có, căn bản không có quy luật có thể tìm ra. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại ngoại giới truyền thông mới không có phát hiện là liên hoàn vụ án. Nếu không, như loại này vụ án đã sớm gây nên oanh động. Liên hệ trước đó những cái kia vụ án điều tra và giải quyết nhân viên sự tình liền giao cho Kỳ Thần rồi. Kỳ Thần dùng một buổi xế chiều từng cái tự mình gọi điện thoại câu thông, cũng may đều là hệ thống cảnh vụ, đối phương biết là tại điều tra và giải quyết vụ án, cũng đều toàn lực phối hợp đem báo cáo điều tra đều phát tới. Bất quá nói thật ra hữu dụng không nhiều, nếu không cũng sẽ không cho tới hôm nay, hay là bản án chưa giải quyết. Để Kỳ Thần vui mừng chính là hắn thật đúng là đến cái này gọi Tử Vong Hành Trình trò chơi manh mối, là một cái gọi Tào Dũng cảnh sát, là Giang Nam một cái cảnh sát hình sự năm ngoái tháng 9, nơi đó phát sinh một tông cùng Vương Tự Cường giống nhau như đúc vụ án. Ở thời điểm điều tra quá trình liền không nói, kết quả chính là Tào Dũng này thật đúng là tại trên mạng tìm được cái trò chơi này kết nối. Thế mà còn là tại một cái giới trò chơi bot ba bên trong có người phát dạng này một cái kết nối. Tào Dũng xin điều tra qua, nhưng cái này phát ra kết nối tựa hồ là một cái mạng lưới cao thủ, dùng chính là giả lập IP để nhân viên kỹ thuật cũng tra không được một điểm vết tích. Trò chơi này download sau khi đi vào, muốn phát bưu kiện hẹn trước, đối phương mới có thể phát cho người. Phát cho người chân chính trò chơi kết nối download. Tào Dũng trong báo cáo nói hắn tìm bất đồng thân phận người thử nhiều lần, cuối cùng một người trẻ tuổi thành công đăng ký nhận được trò chơi phần mềm chơi thời điểm, bởi vì độ khó quá cao
Chơi 3 ngày cũng không có gì tiến triển, cũng không có cái gì kỳ quỷ địa phương. Tào Dũng thủ trưởng không kiên nhẫn, bỏ dở manh mối này truy tra. Về sau liền thành án chưa giải quyết rồi. Tào Dũng bí mật cảm thấy thiếu niên kia chết nhất định là cùng trò chơi này có quan hệ. Hắn thử một đoạn thời gian cũng không có bất luận phát hiện gì. Về sau không biết vì cái gì, trò chơi này từ hắn máy móc bên trong chính mình xóa bỏ rơi mất. Tào Dũng có ban đầu kết nối lại thử mấy lần đều không có hẹn trước thành công. Về sau hắn bị điều đến những ngành khác, chậm rãi cũng tiếp nhận đây là một tông án chưa giải quyết kết quả. Không còn điều tra, chỉ là nội tâm một mực còn băn khoăn. Bởi vậy làm kỳ thần cùng hắn liên hệ, nói rõ tình huống. Sau đó hắn lập tức đem mình làm sơ báo cáo điều tra toàn phát qua đây, đồng thời cho cái kia top 3 cùng cái kia trò chơi download kết nối địa chỉ. Tạ Vũ Tình cùng kỳ thần có chút kích động bật máy lên tìm tới cái kia thiếp mời địa chỉ. Đích thực là tại một cái gọi giới du ba top 3 bên trong. Nhìn thời gian là 3 năm trước đây phát. Tạ Vũ Tình xuất ra tư liệu nhìn lướt qua. Đệ nhất tông tử vong án phát sinh, thế mà chính là tại cái này thiếp mời ban bố không sai biệt lắm 3 tháng sau. Ôi, vụ án rất là hấp dẫn. Video hôm nay của Khắc Công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Khắc Công. Bye. Diệp Tiểu Mộc á, đạo sĩ mà mẹ nó cứ như nó là con nít. Tội nghiệp anh chàng. Anh chàng mẹ chơi game giỏi, thông minh như cha, chắc cho vào cái án này là chắc điều tra nhanh, nhưng mà không cho anh chàng vào. Không biết về sau có cho vào không.